xin mến chào với cô chú anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước ạ. Rồi hôm nay thì kênh Mai Vàng Bến Tre ha có nhờ bà ngoại em lên để quay giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống cho cô chú anh chị mình mua về lấy giống cũng như có thể chơi Tết năm 2022 ha cô chú anh chị, ủa 23 ha cô chú anh chị. Thì rất mong nhận được sự ủng hộ từ quý cô chú anh chị gần xa ạ. Rồi không làm mất thời gian nữa mình giờ gặp luôn bà ngoại để bà ngoại chào giới thiệu và giao lưu nha. Dạ còn ngoại, ngoại chào bà con giùm con ngoại ơi. Thì hôm nay cũng xin chào cô chú và quý anh chị em mình ở gần xa. Thì hôm nay cũng có lên một clip mai vàng Bến Tre và cũng có được các loại giống mới. Thì cũng nhờ cô chú và quý chị em mình mà xem qua ủng hộ giùm rất là mang ơn nhiều nha. Dạ rồi, mình vô cây đầu tiên luôn ha, mã số 142A. Ừ. Rồi, mã số 142A là một cây mai ghép nhiều giống cô chú anh chị mình ha. Cái này ghép thì có giống cúc không nhị nè, cúc thọ hương nè ha. Rồi đây là ngọc mai nè ha. Rồi cúc 40 cánh ha. Nói chung là những giống bông cũng to và đẹp nha cô chú anh chị mình. Đó, cây thân lắc rất là dễ thương cô chú anh chị mình ha. Rồi ngoài đó không số giùm con nha. Cây này hoành được 15. Rồi. Chiều cao là được 80. Rồi. Tán ngang là được 61. Dạ rồi, cái này mình giao lưu nha ngoại. Thì cái này cũng nhờ cô chú và quý anh chị em mình ủng hộ giùm cho cái này là 500 thôi. Dạ rồi, mình đổi cây. Ừ. Rồi, tiếp theo cây mã số 143A. 143A là một cây mai ghép giống dạo tự xoắn và cúc thọ hương của chú anh chị mình ha. Giống tự xoắn nè ha. Rồi, cây nó đang đi đọt nè cô chú anh chị mình ha nè. Cái này mới thay lá, mới lặt lá ha. Nó lên đọt này nó mới lên nên là nó chưa có xum xuê lắm nha cô chú anh chị ha. Cái này tầm tháng nó là xum xuê cô chú anh chị. Đó, cái phôi nè, nó cái đế rất là đẹp nha cô chú anh chị. Nói chung cô chú anh chị mình á mua cái này nói chung là giá này là nói chung là mua cái phôi thôi cũng đã lời cô chú anh chị mình ha. Rồi, ngoài đó không sớm một con nha. Cây này hoành được 18. Rồi. Thân lắc dáng long nhìn rất cũng rất là dễ thương của chú anh chị mình ha. Chiều cao là được 68. Dạ rồi. Tán ngang là được 67. Rồi, giao luôn như ngoài. Thì cái này cũng nhờ cô chú và quý anh chị em mình ủng hộ cho cái này là 400 thôi. Hôm nay là giảm giá dễ mua lắm nha cô chú và quý anh chị em mình. Dạ rồi, mình đổi cây ngoài nha. Ừ. Rồi tiếp theo cây mã số 144A là một cây mai cúc 150 cánh ha. Cây này ghép được hai bo lớn của chú anh chị mình. Đó, tàn cũng khá nè cô chú anh chị, lấy bo cũng nhiều nha. Rồi ngoài đó không số một con nha. Cây này hoành được 15. Rồi hoành 15. Chiều cao là 70. Rồi. Tán ngang là 87. Rồi. Cái này mình giao lưu bao nhiêu ngoại? Thì cây này lấy bo cũng nhiều nhắn cô chú và quý anh chị mình. Cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương ủng hộ cho cây này là 250 thôi. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 145A. Rồi, 145A. Là một cây cúc thọ hương ha, ghép vào mùa của chú anh chị ghép được 3 bo lớn ha. Rồi, đó không sới giùm con mày. Cây này hoành được 22. Rồi, hoành 22. Chiều cao là 71. Rồi. Tán ngang là 96. Rồi, cái này mình giao lưu như ngoại. Thì cái này cũng nhờ cô chú và quý anh chị em mình xem qua mà thương tình ủng hộ cho cái này là 800 thôi. Dạ rồi, mình đổi cây nha. Ừ. Rồi, tiếp theo cây mã số 146A. Rồi, một cây thọ hương ghép với bạch, có thọ hương và bạch mai đọt hồng cô chú anh chị ha. Ở thân ha, dáng như là vũ nữ chân dài luôn cô chú anh chị, dễ thương ha. Rồi, đâu không sớm một con nha ngoại.
Cái này hoành được 19. Rồi, hoành 19. Chiều cao là được 92. Rồi. Tán ngang là được 81. Rồi, cái này mình giao lưu bao nhiêu ngoại? Thì cây này cũng nhờ cô chú và quý anh chị em mình ủng hộ cho 350 thôi. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 147, 147A. 147A là một cây mai ghép nhiều giống đó cô chú anh chị ha. Thân uống dáng long ha cô chú anh chị ha, dễ thương nè. Đó. Rồi, cái này ghép là có cúc thọ hương, ngọc mai, cúc không nhị và cúc 40 cánh. Rồi. Ngoài đó không sói mình con nha. Cái này hoành được 18. Rồi, hoành 18. Chiều cao là 100. Rồi. Tán ngang là được 85. Rồi, cái này mình giao lưu bao nhiêu ngoại? Thì cái này cũng nhờ cô chú và quý chị anh, quý cô chú và anh chị em mình thương ủng hộ cho cây này là 700 thôi. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 148A là một cây cúc thọ hương luôn cô chú anh chị mình ha. Đó, cây này tàn cũng khá nè cô chú anh chị. Cái này ghép được 2, 4, 5, 6, 7 bo cô chú anh chị. Đó, cái đế cũng khá dễ thương nha cô chú anh chị ha. Rồi, ngoài đó không số giùm con nha. Rồi. Cái này hoành được 17 rưỡi, tính 17. Rồi. Sao vậy ta? Khó đỏ vậy nè. Chiều cao là được 71. Rồi. Tán ngang là được 72. Rồi, cái này mình giao lưu bao nhiêu ngoại? Thì cây này cũng nhờ cô chú và quý anh chị em mình ủng hộ cho cây này là 550 thôi. Dạ rồi, mình đổi cây luôn nha ngoại. Ừ. Rồi, tiếp theo cây mã số 149A. Cũng là cúc thọ hương luôn cô chú anh chị mình ha. Cây này tàn khá lớn của chú anh chị. Rồi. Ngoài đó không số không còn ha. Ừ. Rồi. Cây này hoành 20. Rồi. Chiều cao là được 87. Tán ngang là 87 luôn. Rồi. Cái này mình giao lưu bao nhiêu ngoại? Thì cây này cũng nhờ cô chú và quý anh chị em mình thương mà ủng hộ cho cây này là 700 thôi. Rồi, 700 ngàn. Rồi, mình đổi cây nha. Rồi, tiếp theo cây mã số 150A. Rồi, một cây giáo siêu nụ nó cô chú anh chị. Cây này tàn rất là lớn cô chú anh chị mình ha. Tàn siêu to luôn. Cây đang đi đọt xum xê luôn nè cô chú anh chị ha. Cái tàn rất là lớn nha. Cái này Tết nay bông là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Cái này ghép cũng già lắm nha cô chú anh chị ha. Ghép một bo lớn nè. Rồi, ngoài đó không số một con nha. Cây này hoành được 21. Rồi. Chiều cao là 110. Rồi. Tán ngang là 102. Rồi, cái này mình giao lưu bao nhiêu ngoại? Thì cái này cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cây này là 1,2 triệu thôi. 1,2 triệu là cái cây xứng đáng đó cô chú và quý anh chị mình. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 151A. 151A là một cây mai ghép nhiều giống của chú anh chị mình ha. Tàn khá tròn nè, xum xê. Cái này mình lấy nhiều bo nha cô chú anh chị. Thì nói chung là có cúc 2 tầng nè. Rồi ngọc mai ha, cúc cam ha. Rồi cúc 40 cánh nè.
rồi lá ngọc cành vàng rồi đó cô chú anh chị ha, cũng nhiều giống ha, 5 giống. Rồi ngoài đó không sớm một con nha. Cái này hoành được 13. Rồi hoành 13. Chiều cao là 107. Rồi. Tán ngang là 115. Rồi, cái này mình giao lưu như vậy. Thì cái này cũng nhờ cô chú và quý anh chị em mình thương mà ủng hộ cho 550 thôi. Cây này lấy bo được nhiều giống mà lấy bo rất là nhiều á cô chú và quý anh chị mình. Rồi, cái này cũng là cái cuối clip ngoài giao lưu ngày hôm nay ha. Chào hết giùm con nha. Thì cái này cũng là cây cuối clip. Thì cũng xin chúc cho cô chú và quý anh chị em mình ở gần xa thì cũng được dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý, mừng ăn phát tài, mua may bán đắt. Thì cũng chúc cho gia đình được tràn đầy hạnh phúc. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như bà ngoại cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho ngoại ạ. Thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở những clip tiếp theo ạ.